Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio làm một video vừa thông báo đến các bác là mẫu bát 25 cực khủng của mình mới về. Và Tùng Nguyễn hôm nay làm video để thông báo và là để test nhạc luôn cho các bác nghe chất âm của dòng bát 25 xương sắt và gân mút và có cấu hình cụ từ rất là to. Con này là từ 170 côn 63 nha các bác nha. Nhà Tùng Nguyễn toàn làm từ 170, côn 63 và côn 65. Cấu hình mặt trước của nó thì sẽ là gân mút, nón sần, màng đen mờ, đen xanh đấy. Còn từ của nó rất là khủng, từ 170, côn 63 và xương của nó sẽ là xương sắt. Con này nó làm đánh rất là lực ạ. Em ra đi sâu hơn để cho các bác xem. Nón của nó sẽ là nón sần nhé. Con này gân mút ạ. Gân mút thì nắp vào loa làm thì độ nhạy của nó bao giờ nó cũng cao hơn khi mở nhỏ. Nhưng mà con này được cấu hình là từ 170 nên tiếng rất là chắc. Côn 63 nha các bác nha. Và chạm của nó sẽ là chạm thường thôi. Đầu to là dương, đầu nhỏ là âm. Côn 63 các bác xem đi ạ. Và cấu hình củ bát của nó từ 170 ạ, xương sắt nhưng từ 170 rất là khủng. Đấy, bây giờ Tùng Nguyễn sẽ test nhạc cho các bác nhé. Để các bác nào có nhu cầu đến dòng gân mút thì đặt hàng, vì làm chuyên về gân vải nhiều quá nên là nhiều các bác cũng lại hỏi đến gân mút. Có bác người ta thích gân mút, có người người ta thích gân vải. Tùng Nguyễn làm rất là đa dạng, cũng có 2 năm cho các bác tham khảo. Bây giờ Tùng Nguyễn sẽ test một bài nhạc. Đầy lòng sao em nỡ nào nhìn bạn bè nhọc nhằn gian lao mắt quay đi sao đành. Đầy lòng sao em đầy lòng sao em ơn em vì chỉ mình ta. Xin hiểu tình yêu trong thời chiến tranh này mấy người mơ ước cho trời. Mình rất là hay nhá. Từ 170. Con đường xưa vang lên mãi tâm thề ngõ hồn dân thái bình. Anh làm thơ vô quy khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Những mùa trăng vô quy vì mưa gió không về chiến trường anh bước đi. Có nàng hoen đôi mi ngóng theo đường vắng hoe hỏi còn ai cô. Video để thông báo là hàng của Tùng Nguyễn mới về nên video nó hơi ngắn. Đấy. Giới thiệu của sản phẩm cũng đã xong và chất âm của nó thì các bác nhận xét là cho em một lời nhận xét tốt về các bác này. Các bác nghe qua YouTube. Đấy, các bác nhận xét qua YouTube cho em xem chất âm là thế nào. Tiếng bát của con này mà đánh gân mút thì rất là lực nha các bác nha. Tùng Nguyễn xin dừng video ở đây nhá. Các bác đừng bấm đăng ký kênh của Tùng Nguyễn. Xin chào tạm biệt tất cả các bác.